Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi chương trình Nhạc Lá Bồ Đề do Tú Linh và Đoàn Hữu Dũng thực hiện vào mỗi tối thứ Sáu. Tú Linh xin kính chào quý vị, kính mời quý vị đến với Nhạc Lá Bồ Đề qua câu chuyện Hằng ngày ngồi thiền đọc kinh có thể thành Phật được không? Chuyện của Lê Hiếu, Tú Linh tóm lược và trình bày, kính mời quý vị theo dõi. Con người trước tiên là phải vứt bỏ hết thảy tư tâm và dục vọng của mình thì mới có thể đi vào thanh tịnh. Đệ tử hỏi thưa sư phụ, con ngày ngày ngồi thiền đọc kinh, nỗ lực như thế này liệu có thể thành Phật được không? Sư phụ trả lời, không thành được. Đệ tử hỏi tại sao vậy? Sư phụ trả lời, bởi vì Phật không phải là ngồi thiền mà thành, Phật cũng không có đọc kinh. Đệ tử hỏi, thấy Phật làm thế nào để thành Phật? Sư phụ trả lời, Phật chưa bao giờ nghĩ mình phải thành Phật. Đệ tử hỏi, vậy Phật nghĩ gì? Sư phụ nói, Phật chính là ngày ngày mong nghĩ làm thế nào để bố thí thành tâm của mình, làm thế nào để người khác được tốt hơn, làm thế nào để người trên thế giới đều đắc đạo. Phật ngày ngày suy nghĩ làm thế nào để người khác được thuận lợi hơn, ngày nghĩ làm thế nào thí xả thân mình để phục vụ người khác, ngày suy nghĩ làm thế nào để gánh chịu trách nhiệm, phó xuất một cách thầm lặng, không để người khác biết những gì mình đã làm. Chỉ cần mỗi người đều có thể tốt, đều có thể nhận thấy trách nhiệm của mình, thấu hiểu và hòa hợp, không chạy theo những ham muốn, truy cầu và dục vọng, thì Ngài sẽ thấy mãn nguyện và vui vẻ. Phật ngày suy nghĩ làm thế nào để người khác được thuận lợi hơn, ngày nghĩ làm thế nào để thí xả thân mình để phục vụ người khác. Ngài không cần mọi người biết, không nghĩ gì cho mình, cũng chưa bao giờ nghĩ mình phải đạt được gì, chỉ tìm cách để có thể bố thí tất cả thành tâm của mình. Đệ tử hỏi, vì thế con ngày ngày muốn thành Phật thì không thể thành Phật được, là bởi vì con đang truy cầu được thành Phật. Phật cái gì cũng không muốn, không tính toán được mất, tất cả chỉ là bố thí thành tâm của mình. Sư phụ nói đúng vậy, Phật không nghĩ những điều mà con nghĩ, những chuyện Phật nghĩ thì con lại không thể nghĩ đến và cũng không làm được. Vậy con có thể thành Phật được không? Hơn nữa, Phật cũng không phải là cứ muốn là thành, mà là công đức tương ứng tích được khi làm người. Đệ tử hỏi, vậy con sẽ bắt đầu thí xả bản thân mình, làm như thế có thể thành Phật không? Sư phụ trả lời, không thể. Nếu con vì thành Phật mà xả bỏ, vậy thì không phải xả, mà là có tâm hữu cầu, tâm được mất, có sự trao đổi, không thể có thành tựu. Đệ tử hỏi, vậy thì thế nào mới thực sự là thí xả? Con phải làm thế nào đây sư phụ? Sư phụ nói, nếu cảm nhận được mình đang thí xả thì không có xả. Con có biết Phật xả gì không? Đệ tử, dạ có phải là phúc báo và công đức không ạ? Vì thế không thể dùng đúng và sai để nhìn nhận người khác, nhìn nhận vấn đề, mà chỉ có thể lấy chính và tà để yêu cầu và ức chế tâm của mình từng niệm, vứt bỏ chính mình. Sư phụ nói, đúng vậy, ông thí xả chính là vô lượng đức, vậy con có cái đó không? Đệ tử trả lời, con không biết, có lẽ là con không có. Sư phụ hỏi, con có biết thế nào là đức không? Đệ tử trả lời, là không vì mình, làm người tốt, giúp đỡ người khác. Sư phụ nói, đây chỉ là hình thức bên ngoài, là lý luận trống rỗng mà thôi. Bởi vì tâm con vẫn chưa đạt đến cảnh giới vô tư, vô ngã. Vì thế căn bản không thể biết vô tư là gì, vô ngã là gì. Hình thức bên ngoài của con chưa bị phá đi thì không thể có công đức được.
công và đức đều từ khởi tâm động niệm ở bên trong, là cảnh giới vô hình. Bởi vì con mang thân con người, trong cuộc sống có quá nhiều tư tâm tạp niệm, có quá nhiều vọng tưởng truy cầu mà con căn bản không quan tâm tới từng ý niệm của mình. Vì thế con ngay đến sự thanh tịnh cơ bản nhất cũng không có, cũng không hiểu rõ thực chất giới là gì, nên từng niệm đầu mỗi ngày vẫn còn ở trong vi phạm giới. Chỉ cần con vẫn còn truy cầu đắc được thì đều là hướng ngoại mà cầu. Vì thế không có chính tâm, không có thành ý, không tìm ra được tiêu chuẩn của thiện và đức, không bỏ được lòng tham và dụng ý xấu của mình thì lại càng không có công đức. Đệ tử nói, vậy con cũng phải bắt đầu hỷ xả tâm tu hành thôi. Sư phụ hỏi, vậy con có biết như thế nào mới gọi là xả không? Nếu niệm niệm đều ở trong hỷ xả, đều ở trong giới, vậy con có biết hỷ xả là gì không? Đệ tử hỏi, thí xả cũng có nhiều nội dung vậy à, con thực sự vẫn chưa biết. Sư phụ nói, tất cả nền móng của tu hành đều ở đây. Con đến cái này cũng không biết thì con đang ở trong phạm giới tạo nghiệp. Vậy con đời này có thể thành đạo nào đây? Không cần nói đến tu hành và học Phật nữa, ngay đến cả đạo làm người cơ bản cũng không thành nổi. Trong cảnh giới này của con, lại ngày ngày lấy kinh sách Phật, nói lời của Phật, chẳng phải là phạm tội phỉ báng sao? Đệ tử trên thân đã bắt đầu toát mồ hôi, giọng có chút run rẩy nói, vậy xin thầy hãy chỉ dạy con. Sư phụ từ bi nói, cái gì gọi là thí xả? Chính là trước tiên phải biết rõ chính mình, loại bỏ những so đo tính toán. Mọi thứ phải dựa vào luật nhân quả để lý giải người khác. Hết thảy các ác ý bên ngoài, phỉ báng, nghịch cảnh đều là nhân quả tương ứng mà tự thân phải gánh chịu, chứ không phải là do lỗi lầm của người khác. Vì thế không thể dùng đúng và sai để nhìn nhận người khác, nhìn nhận vấn đề, mà chỉ có thể lấy chính và tà để yêu cầu và ức chế tâm của mình. Từng niệm, vứt bỏ chính mình. Con người trước tiên là phải vứt bỏ hết thảy tư tâm và dục vọng của mình thì mới có thể đi vào thanh tịnh. Câu chuyện thứ hai, tích chứa phúc thiện, bố thí là quan trọng, bố thí là cho khắp tất cả. Bố thí gồm nghĩa cho, tặng, biếu, cúng dường. Bố thí để giảng tiện, ta tạm gọi tất cả những việc này là bố thí. Bố thí là một kho tàng phúc đức, luôn đi theo người chủ đời này sang đời khác. Bố thí xây dựng hạnh phúc và tiêu trừ đau khổ. Người biết bố thí thì ai cũng thương mến. Bố thí là làm cho tâm được an vui, khi gần chết tâm không sợ hãi. Bố thí tiêu trừ lòng tham lam bỏng sẻn. Người biết bố thí thì chư thiên ủng hộ. Bố thí là con đường trong sạch mà tất cả thánh nhân đều đã đi qua. Bố thí là một thiện nghiệp, sẽ cho ta quả báo tốt. Bố thí là hành động của những người hùng. Bố thí là tiêu trừ sự nghèo. Bố thí là nhà ở của tất cả những người cao quý, là thú vui của bậc thánh và vĩ nhân. Bố thí là một tấm gương sáng để cho những người thiếu phúc đức và trí tuệ noi theo. Kính thưa quý vị, Nhạc Lá Bồ Đề đến đây xin được tạm ngưng. Mọi liên lạc về chương trình Nhạc Lá Bồ Đề xin gửi email đến nhaclabode2@gmail.com. Tú Linh xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về washingtondc@sbtn.tv. Bích Phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị một buổi tối an lành và hạnh phúc bên người thân và gia đình.